một tài xế xe buýt và hành khách đã chĩa súng vào nhau sau khi tranh cãi về việc dừng xe đột xuất, khiến cả hai người đàn ông đều bị thương. Clip tài xế xe buýt và hành khách rút súng bắn nhau sau khi tranh cãi. Một tài xế xe buýt và hành khách đã chĩa súng vào nhau sau khi tranh cãi về việc dừng xe đột xuất, khiến cả hai người đàn ông bị thương. Mới đây, các sĩ quan sở cảnh sát Charlotte Mecklenburg cho biết vào 11 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5, trên đoạn đường gần trung tâm thương mại Charlotte Premium Outlet ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ, khi tài xế David Fulat đang điều khiển xe buýt của hệ thống giao thông khu vực Charlotte, các thì hành khách Omari Tobias đến gần và yêu cầu được xuống xe giữa các điểm dừng. Hai người bắt đầu tranh cãi sau khi Fulat nói rằng Tobias sẽ phải đợi đến điểm dừng tiếp theo. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Tobias rút súng ra, Fulat sau đó cũng rút súng của chính mình và cuộc đấu súng bắt đầu. Đoạn video về vụ đấu súng cho thấy hai người đàn ông bắt đầu bắn nhau, làm vỡ kính trong lúc hỗn loạn. Tobias chạy về phía sau xe buýt với một người ngoài cuộc đang bò trên lối đi để tránh các phát súng. Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, cả Fulat và Tobias đều được đưa đến bệnh viện sau vụ việc. Tobias bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng. Fulat đang hồi phục tại nhà sau khi bị những vết thương không nguy hiểm. Còn hai hành khách khác trên xe buýt không bị sao. Phía cảnh sát cũng cho biết hiện đã bắt giữ Tobias và buộc tội tấn công bằng vũ khí chết người gây thương tích nghiêm trọng, đe dọa và mang theo súng giấu kín. Còn Fulat đi không bị buộc tội hình sự nhưng anh đã bị công ty sa thải. Hệ thống giao thông khu vực Charlotte cho biết Fulat đã không tuân thủ đúng quy trình. Ngoài ra, anh nên giảm căng thẳng bằng cách cho phép Tobias xuống xe buýt trước khi đến điểm dừng tiếp theo. Luật sư của Fulat cho biết thân chủ của ông là một nhân viên 19 năm tận tụy và kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh cho tất cả các tài xế xe buýt sau vụ xả súng ngày 18 tháng 5. Quốc tiệp theo Fox News, TMZ. Quả là một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm. Đó mới thấy việc cho phép sử dụng súng cũng tiềm tàng rất nhiều rủi ro, đặc biệt đối với những người làm dịch vụ công cộng.